Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Unicorn DC. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một cái vali xách tay đồ nghề gồm 99 món của hãng Casting Company. Đây là chính là cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì bên mình thì có một số những kiểu dạng vali xách tay như này, cũng gồm có rất là nhiều món dụng cụ. Đây có thể là dạng vali xách tay như thế này. Đấy, đây là một cái dạng thùng vali xách tay, dạng thùng đồ nghề. Bộ này gồm có 99 món, thì chúng ta có thể xem kích thước của nó. Bên ngoài kích thước của nó cơ bản sẽ là 52. Thôi được, không cần tăng quá đâu, 52 này. 52 nhân với cả là 26. Nhân với cả là 30 cm. Nhìn thấy dẫn thương hiệu thì bên ngoài các bạn có thể thấy là cái chữ logo Castool thì được dán ngay bên ngoài đây. Đó. Mở khóa thì chúng ta mở khóa cái gắn lẫy này. Gắn lẫy lên nhà hai bên. Mở bộ này thì gồm có là 1 ngăn này, 2 ngăn, 3 ngăn và 4 ngăn. Chi tiết từng ngăn nhà bây giờ mình sẽ review luôn cho các bạn. Hãng thì đi kèm với chúng ta một cái khóa Astool dùng để khóa cái thùng xách tay này. Khi mà chúng ta mang đi thi công tại hiện trường hay là muốn bảo quản, sẽ sử dụng đến cái thùng xách tay. Do vậy là hãng cung cấp cho chúng ta một cái khóa đi kèm như rất là tiện lợi. Đó, để dùng khóa vào. Đó. Chúng ta không có thể mở nữa. Đây là cái ngăn đầu tiên. Chúng ta xem qua tổng quan đấy nhé. Ngăn thứ hai. Ngăn thứ ba. Ngăn thứ tư. Đó. Đây chính là cái bộ hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn. Rồi, bây trước hết là cái ngăn trên cùng đi. Ngăn trên cùng thì các bạn có thể thấy là nó rất là nhiều cái đầu khẩu, tay vặn, bộ lục giác và rất là nhiều dạng những cái mũi vít. Đây. Đầu khẩu thì chúng ta có hai loại là đầu khẩu 1/2 và đầu khẩu 1/4 inch. Thì đây tất cả đều thuộc cái dòng Chrome Plus, tức là mạ sáng bóng luôn đấy. 1/4 thì có size là từ 4 cho tới lớn nhất là 13 mm. Đây 13. Chấm lấy nét rồi nhé. Quay sang một chút. Còn đầu khẩu 1/4 là đến 14 nhá, 1/2. Chúng ta có size đây nhỏ nhất là từ 13 mm, 1/2 đầu hexagon loại ngắn, và lớn nhất đây là chúng ta có 32 mm Castool về mặt mạ chrome. Đi kèm theo những cái đầu khẩu 1/2 và 1/4 thì có những cái tay vặn tương ứng. Đây là cái tay vặn nhanh của cỡ 1/2. Mấy cái dòng phổ thông này thì mình cũng đã review rất là nhiều lần rồi. Ngoài ra thì có thanh nối dài, đầu khẩu dài. Ngoài đầu khẩu ngắn thì chúng ta có đầu khẩu dài 1/2 inch này. Đây đi kèm hai cái đầu khẩu Uzi 16-21, đầu khẩu dài cỡ 1/4 inch. Một cái bộ lục giác đầu bằng Dolby loại dài 1.5 cho tới là 10 mm. Đầu khẩu mũi vít. Mũi vít thì chúng ta gồm có mũi vít lục giác, mũi vít hai cạnh, mũi vít bốn cạnh, mũi vít đầu hoa thị. Đó. Chi tiết nhà thì mình đã để tại link dưới video, các bạn có thể click vào đó xem. Rồi, ngăn thứ hai. Bỏ cái này xuống cho nó nhìn nó dễ. Ngăn thứ hai thì chúng ta có rất là nhiều cờ lê ở đây thì cũng đều tất cả đều được mạ bóng kính Chrome Plus hết. Thì chúng ta có cờ lê vòng miệng từ 8 mm là nhỏ nhất, và lớn nhất ở đây chúng ta có 19 mm. À, tôi sẽ lấy cây 19 nha các bạn, dễ xem. Bề mặt là mạ bóng kính Chrome Plus. Mã hàng hay là logo thì đều được in trên thân cờ lê. Ngăn thứ ba thì đó là tua vít. Tua vít đây thì chúng ta có tua vít hai cạnh, tua vít bốn cạnh. Những cái loại dài và những cái loại ngắn, siêu ngắn. Thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây tua vít. Đấy, lấy một cây hai cạnh cho các bạn xem nó dễ. Rồi, và ngăn cuối cùng thì ở đây thì có rất là có 1, 2, 3, 4, 5, 50 cây kìm. Thì bao gồm là những loại phổ thông, kìm cắt, kìm đầu bằng,
mũi nhọn, mỏ quạ và kìm bấm chết. Ngoài ra là chúng ta có thêm một cái búa kỹ thuật kèm theo nữa. Loại này là loại 500g. Đó. Lần này nữa đây, lần nữa đây. View xa xa một chút cho mọi người xem tổng thể cái bộ này. Sách tay chúng ta có ba quai sách, một quai sách nằm bên trên, hai quai sách bên cạnh này. Trọng lượng của nó là rơi vào khoảng cả đồ nghề là 22 cân. So với sức tải của anh em kỹ thuật thì nó cũng đơn giản thôi, mình nhà những sách được mà. Ok, hàng thì đang có sẵn tại Unicom DC. Bộ này rất là phù hợp cho sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy hay là đi công trình, và có thể sử dụng cho đào tạo dạy nghề tại những cái qua cơ khí, qua cơ điện. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.